Hi Pencil Studio. Tập phim Bé Thỏ của ai? Kem đây, kem đây, kem đây, kem mới ra lò đây, mày vô. Bé bạch trai ơi, ghé mua kem đi. Hôm nay ngoài các loại kem hương vị truyền thống, anh còn có kem vị trà sữa, chanh muối, mật ong. Cho bằng cái gì trà sữa. Đây, 2 xu. Trời ơi, giờ quá. Trời ơi, con thỏ ú này ăn hết số cà rốt cả tháng của nhà mình, không để nó ở đây được nữa. Nhưng thỏ sống lang thang thật tội nghiệp. Anh Đỏ nói đúng đó. Nhà mình vốn đã đông người lắm rồi. Em lúc nào cũng mang rắc rối cho mọi người thôi. Đúng vậy. Vậy thì em đi đây, dính việc mọi người. Giỏi thì đi luôn đi. Anh Xanh ơi, đừng đi mà. Em đừng lo, rồi nó quay về ngay đó mà. Chắc họ đang nhớ gia đình mình. Không biết giờ này anh Xanh như thế nào. Chị là ai? Chị là Hằng Nga trên cung trăng. Chị xuống tìm bé Thỏ Ngọc của chị bỏ nhà đi chơi. Chị nghe tiếng sáo của thỏ là chị vội vàng xuống đây ngay. Thỏ ơi, thỏ ơi, thỏ đâu rồi? Thỏ thấy chị xuất hiện là chạy mất tiêu rồi. Mọi chuyện là như vậy đó. Anh có thấy thỏ đâu không? Thỏ ơi, thỏ ơi, em đâu rồi? Nó nè. Thỏ ơi, chị là Hằng Nga đây mà. Thỏ ơi, thỏ Nga đâu rồi? Em ra đây, ra đây đi. Đâu rồi? Chắc là thỏ đói quá nên về nhà lục tủ lạnh. Không, không, không có chị đâu. Chắc giờ này anh Xanh cũng đang đói lắm. Thỏ đâu rồi? Bé thỏ bé bỏng của chị. Chắc phải ra ngoài tìm thôi. Xanh ơi, Xanh ơi, Xanh ơi, Xanh ơi, Xanh ơi, Xanh ơi. Giùm cho trẻ mà coi đi. Hãy xưa một hộp, mua 5 hộp, tầm 1 hộp quyết gà, 10 hộp cao và chút thử một bếp gà. Em có thấy một con thỏ ú và người này qua đây không? Thấy chứ, hình như là hướng này.
À mà quên rồi. Hình như là hướng này. Sao trí nhớ mình tệ vậy ta? Bán cho mình một hộp. Hey, nhớ rồi. Họ đi ra hướng bờ hồ đó. Bye. Xanh ơi. Ủa đâu Xanh ơi. Hướng này nè. Không, em nghĩ hướng này mới đúng. Chắc tụi mình bị lừa rồi. Xanh chắc chẳng trốn ở đây đâu. Nó sợ ma lắm. Chúng mình ở quảng trường tìm xem. Thì ra Thỏ cũng giận gia đình mà bỏ nhà đi à. Hay là mình quay về nhà đi. Chắc mọi người đang lo lắng lắm. Tuy mọi người hay la mắng Xanh, nhưng Xanh biết họ cũng thương và lo lắng cho Xanh nữa. Chắc chị của họ cũng vậy. Vậy về nhà nha. Nãy giờ chống ở đây Xanh sợ ma muốn chết. Tụi anh đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy. Thôi mà nín đi, đừng có khóc nữa. Thôi đừng có khóc nữa. Tại sao hôm nay trăng rằm mà trời lại tối? Vì khi chị buồn, chị không thể làm trăng sáng được. Hả? Vậy còn lễ hội trăng rằm năm nay thì sao? Chị không thèm quan tâm. Nếu không có Thỏ thì không còn ý nghĩa gì hết. Thỏ ơi. Mọi người ơi, Xanh và Thỏ đây nè. Mọi người ơi. Thỏ ơi. Mọi người. Em Xanh. Anh Xanh. À, anh Xanh. Tạm biệt gia đình Bút. Cảm ơn gia đình Bút nhiều lắm. Tạm biệt chị Hằng Nga. Thả đừng dặn chị Hằng Nga nữa nha. Tạm biệt. Tập phim Chú chó vui vẻ. Hãy phát bóng đi. Lên đây. Không đắt được không đó. Bớ bẩn. Quả bóng ở phía bên kia, chúng ta phải qua lấy thôi. Ở đây nè. Không có ai ở nhà cả. Chúng ta không thể vào lấy bóng. Chúng ta phải tìm cách khác thôi. Em sẽ dùng dừa bay khổng lồ bay qua đó để lấy bóng. Hay em sẽ biến thành siêu nhân, dùng nắm đấm thần kỳ nắm giữ bức tường. Thật viển vông, chỉ có cách bắt thang mà leo qua đó lấy bóng thôi. À, quả bóng kìa. Anh đã xem này. Huh?
của chúng ta là làm sao lấy lại được quả bóng. Mọi việc sẽ đơn giản nếu không có sự xuất hiện của chú chó vui vẻ này. Tóm lại, chúng ta phải đánh lạc hướng đối tượng này. Có như vậy kế hoạch mới thành công. Đối tượng này nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ. Vì thế, chúng ta sẽ có một kế hoạch hợp lý và khoa học hơn. Em sẽ đứng bên nhà mình điều khiển rong rọc, đưa anh Xanh qua tới đây. Khoảng cách giữa anh Xanh và nhà chú chó là 5m. Anh Xanh sẽ thả dây câu để lấy lại trái bóng. Anh Đỏ sẽ trốn ở đằng kia, canh chừng chú chó cho anh Xanh hành động. Với cách này, anh Xanh và anh Đỏ không phải đến gần chú chó. Hai anh sẽ được an toàn hơn. Cảm ơn chú chó nhiều nha.